Xin chào các bạn, rất vui lại được gặp lại các bạn trong video tiếp theo trên kênh đầu tư 6.0 của Lê Văn Lực. Và trong cái video ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người một cái trang web của VNPT. Đây là trang kinh doanh các cái sản phẩm của VNPT như là mạng di động thì này, thì có sim số, rồi các cái gói cước trả trước trả sau, rồi nạp thẻ điện thoại, rồi chuyển đổi các cái gói trả trước sang trả sau, rồi cái dịch vụ internet rồi truyền hình, rồi internet cáp quang, hay là internet My TV, hay là internet truyền hình, hay là internet truyền hình và di động, cái dịch vụ chuyển mạng giữ số, rồi cộng đồng. Đây là một cái trang web có thể giúp các bạn kiếm thêm được cái nguồn thu nhập khi mà kinh doanh các cái sản phẩm này của VNPT với một cái mức hoa hồng cũng rất là cao. Thì chúng ta có thể là vào đây để chúng ta xem qua một số các cái dịch vụ, như đây là ví dụ như thế này, đây là mảng về sim số này. Chúng ta có thể là vào đây để chúng ta chọn các cái sim số theo cái ý muốn của chúng ta. Đây là có các cái đầu số, chúng ta thích chọn cái đầu số nào, ví dụ như là 091 này, 088, 085 hay là 082, có rất nhiều các cái sim số rất đẹp. Chúng ta có thể vào đây để chúng ta tìm và mua với giá rất rẻ, chỉ có 60.000. Đấy, ví dụ như cái số này cũng rất rẻ này, rất đẹp này, 6116 này. Đấy, 466 hay là 556, 116. Đấy, rất là đẹp, nhiều số đẹp lắm. Thì đấy là về cái sim số. Rồi nạp thẻ này. Ví dụ như ở đây ta có thể vào đây để chúng ta nạp thẻ điện thoại, nạp tiền điện thoại cũng rất là rẻ. Đây, chiết khấu giảm 4%, mua mà thẻ thì giảm 3,5%. Và đặc biệt là cái phần trăm hoa hồng của chúng ta khi mà chúng ta kinh doanh cho cái trang này cũng rất là cao. Và để mà làm được điều này thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ mọi người cách để chúng ta có thể đăng ký làm cộng tác viên cho trang này một cách rất là đơn giản và chờ duyệt trong vòng 24 tiếng đồng hồ, cũng rất là nhanh. Và đơn giản là bây giờ ta sẽ đăng ký. Đây gồm có 3 bước để chúng ta có thể kiếm tiền cùng Freedom. Cái link đăng ký thì tôi sẽ để ở dưới cái phần mô tả của video nhé. Để mọi người có thể là click vào cái link này để đăng ký làm cộng tác viên cho Freedom để bán hàng cho mạng VNPT của Vina. Và đây là cái mã giới thiệu. Các bạn này, trong quá trình mà đăng ký là chúng ta sẽ phải điền một cái nơi là có cái mã giới thiệu, thì chúng ta phải điền cái mã này vào. Thì sau khi mà click vào cái link đăng ký này thì nó sẽ ra một cái trang tương tự như thế này. Đây là đăng ký làm cộng tác viên cho Freedom. Đây, chúng ta điền cái tên đăng nhập của chúng ta đây vào, tối thiểu là 5 ký tự, chúng ta thích điền cái tên gì cũng được. Cái này thì tôi đã đăng ký rồi cho nên là tôi sẽ không làm lại nữa mà sẽ hướng dẫn các bạn cách để các bạn làm thôi. Điền 5 ký tự, chúng ta điền vào mật khẩu tối thiểu là 8 ký tự gồm cả chữ và số. Nhờ xác nhận mật khẩu, chúng ta xác nhận lại và điền cái số điện thoại của chúng ta vào. Rồi chúng ta điền mail của chúng ta vào để cho người ta liên hệ lại với chúng ta. Đây, điền họ tên, ngày tháng năm sinh, rồi chứng minh nhân dân, số chứng minh hoặc là cái số thẻ căn cước của chúng ta là cái gì, chúng ta ghi vào đây. Bên này là chúng ta sẽ chụp lại cái ảnh mặt trước của chứng minh nhân dân, chúng ta bấm vào đây để chúng ta tải lên. Và ảnh mặt sau của chứng minh nhân dân, chúng ta cũng bấm vào đây để chúng ta tải lên. Và ở này là chúng ta chọn tỉnh này, các bạn ở tỉnh nào chúng ta chọn vào, quận huyện, huyện gì chọn vào, xã gì chọn vào, số nhà, đường. Nếu mà không có số nhà, không có đường thì chúng ta ghi thôn của chúng ta cũng được. Và đây, ta sẽ điền cái mã giới thiệu này vào. Đây, P7291650. Đấy, phải có cái mã này đấy. Thì chúng ta mới hoàn thành được cái bước đăng ký của chúng ta. Sau khi điền cái mã giới thiệu này xong rồi, thì chúng ta sẽ bấm vào tôi đồng ý điều khoản quy định tại hợp đồng dành cho cộng tác viên của Freedom. Sau đó chúng ta bấm vào đăng ký. Và trong khoảng thời gian chờ xét duyệt 24 tiếng đồng hồ thì người ta sẽ gửi mail về cho chúng ta để xác nhận là đã đăng ký thành công. Sau khi đăng ký thành công rồi thì chúng ta sẽ chuyển sang cái trang như thế này để chúng ta kiếm tiền.
Tài khoản tôi là Văn Lực 81 này. Đấy, nhập mật khẩu vào, ta sẽ đăng nhập vào cái trang quản trị của chúng ta. Đấy. Ở đây chúng ta thấy chúng ta được rất nhiều hoa hồng trên các cái trang này. Đấy. Đây là cái gói cước trả trước này, chúng ta bấm vào đây. Thì chúng ta kéo xuống một tí thì chúng ta sẽ thấy ở đây là tracking link. Chúng ta sẽ bấm vào đây để chúng ta tạo cái link. Đây là gói cước trả trước này. Để ta dùng luôn cái tên này để chúng ta đặt tên cho cái chiến dịch của chúng ta. Ví dụ ở đây. Chúng ta bấm vào đây, đặt tên cho chiến dịch là gói cước trả trước. Sau đó chúng ta bấm vào tạo link. Thì hệ thống sẽ tạo cho chúng ta một cái link. Ví dụ như thế này, đây. Ta sẽ copy cái này đi. Đây là tôi đã tạo rồi. Copy cái link này ra. Đấy, sao chép thành công rồi, ta sẽ lấy cái link này để đi chia sẻ. Và đi ở chia sẻ trên các cái website, các cái blog, là các cái mạng xã hội. Và điều hướng khách hàng truy cập vào cái link tiếp thị của chúng ta để khách hàng mua hàng, đặt hàng thành công. Thì chúng ta sẽ được nhận được hoa hồng từ cái trang web này. Đấy, rất là đơn giản. Đấy. Đấy, đây là một cái trang tôi thấy là cũng rất là tôi chia sẻ với các bạn để giúp cho các bạn có thể kiếm thêm được cái nguồn thu nhập mới từ cái trang web này. Đấy. Chúng ta có thể vào đây để chúng ta xem cái lịch sử thanh toán hay là chính sách thanh toán hay là các cái báo cáo tổng quan, cái hiệu quả về cái báo cáo thu nhập của chúng ta. Thì để mà kiếm được nhiều tiền hơn nữa và cái cách làm sao để có thể bán được nhiều hàng thì có thể là sẽ hẹn các bạn trong một cái video tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn tỉ mỉ hơn. Còn ở video này là tôi đã hướng dẫn các bạn cách để chúng ta đăng ký và quảng bá như thế nào. Và bây giờ các bạn hãy truy cập vào link dưới cái phần mô tả để các bạn tự đăng ký cho mình một cái tài khoản để làm công tác viên cho trang này. Và chúng ta lúc đấy và chúng ta sẽ đi bán hàng cho trang này và kiếm thêm thu nhập cho mình. Và nếu có bất kỳ băn khoăn hay thắc mắc gì thì các bạn hãy để lại lời bình luận bên dưới của video và tôi sẽ giải đáp các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video tiếp theo của mình.